Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Từ nãy giờ thì kẹo chưa có kêu nào. Ui. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi. Tên bảng điểm số rồi nha, quá là easy anh em ạ. Gặp ngay đứa thủ nhà cái kiểu này. Thủ nhà kiểu này thì xanh mộ là đúng rồi nhá. Đây rồi. À, có một cái ông Amadic. Nó lại ổn quá nhỉ anh em, thêm máu các kiểu này. À, thêm đạn xuống chưa này. Ngon. Mình hiện tại đang có 7 tiểu máu này. Bơm máu thôi. Đây rồi, lại thêm đạn tiểu liên luôn nhé. À, bên dưới có một cái nướng giáp này. Ok. Xuống ăn nâng lên được giáp 3 này các bạn ơi. Chỗ này không có đứa nào gầy mình vào cả này. Đấy, ăn luôn. Hợp lý này, giáp 3 rồi. Ơ nhưng mà kẹo vẫn đang dùng cái mũ 2 thôi à. Tí nữa kẹo kiếm thêm mũ mới anh em ạ. Kiếm mũ 3 mới chưa mới phê. Đây rồi. Vừa nhắc cái bây giờ có luôn mũ 3 rồi nhé, ngon. Đây, thế là lên tận tạp tiếng máu rồi cơ. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn. Let's go thôi. Cùng kẹo tiếp tục săn mạng nhé mọi người. Đây, kẹo qua cái khu này coi. Đấy, khu này thì không biết là có ai không nhỉ anh em. Mình đang thấy là khu này nó cũng vắng y chang cái đoạn lúc nãy mà mình chạy qua thôi à. Tình hình kiểu này kiếm người hơi khó. Nếu vậy thì anh em có thể là có khi mà kiếm được cái xe ấy, kiếm xe đi săn mạng mới dễ được. Ủa đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Mới bảo là kiếm người hơi khó, ngay một đứa sau ô tô nhá. Ok mọi người ơi. Đây rồi, đây cơ thôi. Cái đậu xanh này bạn ơi, lên bảng điểm số nha bạn. Quên nữa hả? Đông vậy. Nó ngay trong nhà các bạn ơi. Đây. Để kẹo cuốn full màu cái đã nhá. Nào bạn ơi. Làm gì căng hả bạn ơi? Úi giời ơi. M14 hả em? Vậy lên bảng đếm số là đúng rồi nhà em ơi. Ai lại bắn M14 cái kiểu vậy? À, thật ra thì bạn ấy không có cái khẩu súng nào khác cả anh em ạ, có mỗi khẩu đấy thôi. Ok anh em. À, có một cái ông Amadic này. Quá ổn đấy cậu thôi. Pharmat cộng với MP40 cũng được đấy nhỉ các bạn. Ui ui, phía trên. Phía trên có người nhé, đậu xanh này em ơi, coi chừng vỡ đầu nha em ơi. Coi chừng anh nhé em ơi. Ui. Phía sau cũng có người luôn mới gắt các bạn ơi. Rồi nha. Cuốn máu phun rồi. Bây giờ là săn mạng thôi nào. Ủa. Cứ được phải hải anh em. Mình tưởng là nó ngay phía trên thôi mà. Đậu xanh cái kiểu này chơi hơi khoai rồi. Chỗ nào vậy ta anh em? Không thể nó đâu cơ. Hay là nó chạy vào trong rồi nhỉ anh em? Không có, đành chịu vậy, ra ma mới này. Thế cho con phía này. Tiếp tục kêu cái đứa ở trên đồi nha anh em ơi. Cố gắng xế nó thôi. Cố gắng xế nó thôi anh em ơi. Đậu xe này. Lên bảng điểm số nha bạn. Đó anh em. Cuốn máu phun thế nào. Nãy có một đứa ở bắn ngay sau lưng mình là mình hơi sợ đấy. Đây các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là cần thêm những túi máu nhá. Lên xác của thằng phía trên lượm luôn chứ ngại gì mà không lên. Đây rồi, xác nó đấy rồi anh em ơi, còn máu thôi. Đấy lượm máu này. Tay súng 3 các kiểu này ngon chưa. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn. Thằng này vừa bắn mình này. Vừa bắn mình này em ơi. Nó vừa bắn mình các bạn ạ. Đây hả, đậu xe này, quần máu à, lên bảng điểm số nha. Mày tính quần máu với anh ạ. Sao nhá các bạn ơi. Úi dồi ôi, bắn súng các kiểu này, ngon. À, có một cái nòng dập thanh nữa nhưng mà có người.
Nữa hả? Lên bảng điểm số nha em ơi. Đang chơi farm mát khá là ổn các bạn ơi. Đây. Bây giờ có khi là mình chạy qua mình lượm nốt một cái giảm thanh nữa là ok nhá. Giảm thanh đi rồi này. Trang bị vào loot smart này, như này thì quá bá đạo rồi. Ủa nữa hả? Có người nha mày. Đậu xe này nha mày. Có người này nha mày. Úi dồi ôi, lên bảng điểm số nha bạn. Xong luôn. Mạng thứ 7 dành cho xí kẹo. Và hiện tại ở trong cái ván đấu này còn lại là 12 người chơi nữa. Hơi căng. Ok này. Hai bom keo dịch nhé cũng được. Vậy là bây giờ mình có tất cả đó là 8 bom keo nha. Có lẽ là mình nên lên cái phía trên này. Đấy. Chạy qua thính xem là có gì không anh em ơi. Wow, để có nào mọi người. Ui, dính ngay vô đình gờ, chạy nhanh các bạn ơi. Nhanh không là bom rơi là mình die bây giờ đấy. Let's go, let's go các bạn ơi. Wow. Tại thôi anh em. Ở đây, nãy mình nhìn lộn, mình tưởng là phía trên này có một chiếc xe xanh hai chỗ cơ. Nhưng mà không phải anh em ạ. Wow, để mình sẽ qua cái phía này coi. Anh có trang phục Mộc Lan chưa? Anh chưa có em ơi. Lờ coi xem nào. Wow. À đây rồi. À đây rồi các bạn ơi. Ui. Đậu xanh em ơi. Nào. Chạy đi em ơi. Ui. Chạy nhanh quá ta. Nó vẫn đang còn sống các bạn ơi. Thật này. Chạy giỏi thật đấy em. Ok các bạn, chạy qua khu máu với nó nào. Nào sao bạn ơi. Sao ý bạn là sao. Mình có quả liệu chóa này bạn ơi. Còn một quả nữa này. Ui. Dựng bom cao kiểu hơi nhiều đấy. Dựng bom cao các kiểu hơi nhiều đấy bạn ơi. Sao nhá. Có máu thôi. Cuốn trong full máu chơi game cho tự tin anh em ạ. Đây rồi. Chỉ tụi máu hơi nhiều đấy. Máu thì ít thôi anh em ạ, không cần nhiều lắm đâu. Quan trọng là có đạn thì mới có cái bắn này. Đây con nào các bạn ơi. Chỗ này có ngay một cái thính đó này. Xem qua lượm thính có gì nào. Uầy. Lại là thính AWM. Nhưng mà AWM thì kẹo không chơi đâu. Đây rồi anh em. Mình qua đây mình ăn thêm đấm nhá. Ok let's go thôi. À đậu xanh. Gì vậy? Đây hả? Đậu xanh này. Nào em ơi. Uầy. Phun chảo cơ. Hẳn là phun chảo cơ. Cuối cùng cũng đã kêu được nó rồi anh em ạ. Ok. Nó bắn một đứa ngay phía trên đấy. Từ từ anh em ạ. Chết coi không có gì cả. À. Thằng phía trên ngay bom keo anh em ạ. Ok đây. Từ từ nhé mọi người. Bây giờ thì kẹo chuẩn bị đá lên phía trên rồi nhá. Lượm thêm đạn bom keo các kiểu đã này. Ui. Đậu xanh làm gì mà căng bạn ơi. Đây nhá anh em. Mày chạy hả em ơi. Ui. Phun chảo các bạn ơi. Phun chảo này. Ui. Đậu xanh. Bắn ghê vậy ai chơi và lên bảng điểm số nhá. Bắn ghê vậy ai chơi hả bạn ơi. Ok mọi người. Mình sẽ dựng cái bom kèo đây. Đấy. Lúc đồ cẩn thận nhá. Đây cho máu nó tự cậu đi anh em.
Bắn súng hai đầu thừa này. Một đứa đang chạy xuống này. Một đứa đang chạy xuống này. Đậu xe này, chạy xuống hẻm ơi. Úi giời ơi. Mất tầm nhìn rồi anh em ạ. Mất tầm nhìn rồi nên là không thể nói. Đấy. Không thể nói nữa anh em ơi. À đây. Úi đậu xanh này. Lên bảng điểm số nha em. Mạng thứ 11 dành cho xích kẹo nhá. Ok các bạn. Đây bây giờ chạy qua phía 75 độ nhá. Tiếp tục săn thêm mạng nào mọi người. Let's go nào anh em ơi. 3 mạng đấy nha. Wow. Chờ con nào các bạn ơi. Phía sau này đâu thấy ai đâu. Không có ai cả, không có ai cả. Thế phía trước có người anh em ạ. Đậu xe này anh em này. Ui. Sau đây anh em đang mày đọc comment của các bạn, đây là không để ý nhá. Chạy đâm cả vào hàng rào đấy cơ. Đây rồi anh em ơi. Rồi nhé mọi người. Xem là mo tiếp theo sẽ tu. À quên. Sẽ thu tại đâu nha. Đây đây. Mình đang trong mo mà anh em. Đấy, dùng cái hộp thông tin anh em biết được vị trí của thêm một bon nữa nhá. Nó sẽ ngon như các bạn đây. Giờ check cẩn thận dính mình cái đai luôn nhá. Check cẩn thận rồi nha mọi người. Vào đây. Ba thằng nữa thôi hả? Wow. Người đâu thì lại không có thấy các bạn ơi. Cái đậu xanh. Mình vào trong nhà coi. Wow. Ơ. Đây đây. Anh ăn sáng trưa tối cho anh. Úi dồi ôi, câu hỏi gắt quá em ơi. Sáng thì anh không ăn, còn trưa với tối thì anh ăn rồi em ơi. Không thấy ai nữa cả này. Mình nghĩ là chúng nó chỉ ở phía trên chạy xuống thôi à. Ui thùng dầu. Tránh xa thùng dầu rồi các bạn ơi. Bắn thế cho nó an toàn nhá. Top 1 rồi. À cố gắng top 1 thôi nha anh em. Wow để coi nào. Người đâu cả gì vậy. À có người các bạn ơi. Có người các bạn ơi. Ui đậu xe này anh em ơi. Có người anh em ơi. What the hell. Cái what the hell bạn ơi. Ui dồi ôi. Ui dồi bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi đừng. Ui. Xíu đai anh em ạ. Ghê vậy ai chơi. Còn mà có đã nha. Một đứa ngay phía trên anh em ạ. Nó vừa chạy xuống thôi. Pha này hơi gắt nha. Đậu xanh nó lại căng quá nhỉ các bạn nhỉ. Đây đây. Phía bên hông cũng có người nữa này anh em ơi. Ngay gốc cây phía trước thì phải. Wow. Các bạn bán ghê vậy ai chơi. Mình đứng tạm đây nhé bạn ơi. Mình nghĩ là gốc cây phía trước có ngay một đứa thôi nhá. Các bạn này. Đấy các bạn trang bị đóng ba luôn này. Gốc cây phía 60 độ. Nãy mình thấy người mà. Khá là khả nghi anh em ạ. Đấy biết ngay mà. Biết ngay mà. Biết ngay mà bạn ơi nào. Có giỏi xuống đi bạn. Xuống mình cho bạn xanh mộ luôn nhé bạn ơi. Đậu xe này. Ui. Nó chạy vào gốc cây khác rồi anh em ơi. Nó đổi qua gốc cây hướng 30 độ nhé nào. Chạy đấy hả? Chạy đấy hả? Chạy đấy hả? Chạy đấy hả bạn ơi? Nào. Ui, đậu xanh. Đậu xanh này. Dụng một cái hơi lỗi các bạn ạ. Phía sau có ngay một đứa nữa thì phải này. Pha này nó lại căng quá nhỉ anh em. Ok mọi người. 195 máu hả? Cuốn phút luôn nha.
phun máu ra nha anh em. À, thằng kia chạy vào rồi cả. What the hell, nó chạy vào từ lúc nào rồi anh em ơi? Thế thì bây giờ căng rồi nhá. Mình chạy qua bên này coi. Bây giờ tình huống hơi gắt rồi nha anh em ơi, hai thằng cuối. Đứng tạm chỗ này chắc là ổn nè. Đây anh em, mình đang đứng chỗ này là khá gần bo tiếp theo thì phải này. Zoom to coi. Đây mọi người, bo tiếp theo sẽ thu tại căn nhà đó nhá. Ok các bạn, qua rồi nào. Qua rồi nào anh em. Đậu xanh này. Yes, top 1, 13 kill. Quẩy nào. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ, tuyệt vời. Quẩy nào anh em ơi. Top 1, 13 kill rồi. Ok, anh ăn nhiều kill như thế đã no chưa ạ? No rồi em ơi. Đấy, tuyệt vời quá nhỉ anh em. 13 kill. À quên, 13 kill top 1 này. Đang bị ợ xíu anh em ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.